cầm về, con Vũ uống cà phê rồi. Thank you.
hướng dẫn cài đặt kích sóng mây nó ra ngay. Cháu nó đi tự sơn ấy chứ. Một lúc đầu cháu đi tự sơn. Thế về sau lại bảo kêu là cái này nó còn sơn nót nữa nên phải đánh nhẵn. Nhưng mà lại phải bỏ. Bỏ tay đi mọi người.
Đây ăn cơm, 10 giờ rồi, giờ nấu ăn luôn như về gì. Nấu một tí mang về cho anh ăn được. Quạt để không kia.